Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thảo Lạng Sơn Vlog. Hiện tại mình đang có mặt tại Quang Thanh Eo Tu, ngã tư Lý Sơn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay là ngày nghỉ, mình đưa xe của mình đến đây để dán lại phim cách nhiệt cho kính lái của xe ô tô nha. Ở đây là cửa hàng chuyên về nội thất âm thanh ô tô. Ai muốn làm đẹp cho xe thì hãy đến Quang Thanh Eo Tu, ngã tư Lý Sơn nha. Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 Tết Dương lịch năm 2023. Bên trung tâm nội thất ô tô Quang Thanh chúng tôi là bóc phim khuyến mại nhá, lên phim cách nhiệt chính hãng Usola. Trước khi mình bóc ra thì mình cũng test qua cái thông số kỹ thuật về dòng phim khuyến mại để cho anh em biết nhá. Đây, cái UV thì vẫn cứ là 99, nhưng mà cái IR và là cái tia hồng ngoại này là tổng cản nhiệt này cũng lên được đến trung bình là 20. Độ truyền sáng thì quá sáng rồi, cái này thì nắng. Độ truyền sáng này lên đến 80%. Và đây là tấm phim New Solar bảo hành 10 năm. Mã này là mã rẻ nhất của dòng phim Hàn Quốc nha anh em nhé, của thương hiệu New Solar đây. Đấy, UV 99%. Cái IR này là cái tia hồng ngoại, là cái để mà cách nhiệt ấy, lên đến 92% nhé. Còn cái độ truyền sáng bên ngoài nhìn thấy được là 64%. Khi dán xong hoàn thiện thì nó chỉ còn có 60% thôi. Đấy. Rồi, cái đấy nó sẽ giảm xuống đúng không? Vâng, cái này khi dán vào một tấm kính nữa thì nó sẽ giảm cái ánh cái bên ngoài nhìn vào. Xong là cái ánh phản quang thì nó sẽ chỉ còn có 50 thôi anh ạ. Nếu mà đo thường, chuẩn. Bình thường là mình sẽ nhìn thấy nó rõ hơn, nhưng mà bây giờ nó cản đi rồi, nó còn đúng rồi. Nhưng mà đấy là bên ngoài nhìn vào thôi. Bên ngoài đấy. Còn bên trong nhìn ra thì cứ như bình thường luôn anh em nhé. Đây nhìn anh em soi qua bóng điện này. Nó chống lóa rất tốt này. Đây nha, anh soi qua trước bóng điện cho em này. Và cái không có bóng điện này, không có này vào bóng điện kìa. Đấy, nó khác chưa? Đúng không? Soi qua đây nhìn rõ hơn đúng không? Đấy, soi bóng điện nhìn lóa hơn. Có thể lóa. Ok, xin cảm ơn anh em. Sạch in đấy để cho cái keo nó không dính lại. Đây em muốn làm nó hết rồi, để em ra đây. Cái kia ngợt gần hết, em cũng còn một đống này này. Cái này tí nữa còn dính nhẹ lại cơ. Em hiểu không? Cái keo này này. Em làm đâu cái dứt điểm rồi đấy, nó sạch đi. Bọt nó đi được ít nào cũng đưa hết nó ra. Thì cái keo nó không dính lại. Đây đây đâu này, nó mang đi này. Làm nó đỡ rồi. Mở nghề gì? Mở nghề rất là tôi đấy. Không, đi làm là việc có thời gian mà mở. Anh nhìn thế này là sao anh đấy làm không? Được. Dễ như màn hình mà. Qua là đây là quay và để đưa lên YouTube. À, đấy à?
còn cho làm chị. Về mấy hôm nữa thấy thấy trên YouTube luôn. Đâu ghép cái gì nữa.